Xin chào tất cả bác. Rất vui vì xin được chào bác đã quay trở lại với kênh của Viết Phú trong video mới nhất ngày hôm nay. Thì trước mặt em, trước mặt các bác là một con Sony SRS X9. Đây là một trong những con Bluetooth mà em thấy rất là khoái. Nó cũng rất là khá là to, 40 phân chiều dài hơn chút, 45 phân, chiều cao thì khoảng tầm 12-13 phân, chiều dài thì cũng khoảng tầm 15 phân. Thì trước em có mua cho anh Trường ở Ninh Bình một cái, tuy nhiên là con đấy nó vẫn nguyên trong túi mặc bóng nên em không dám bóc lại thử, thì nó sẽ mất cái giá trị của cái con hàng của khách về nên em không mua, nên em không thử. Thì hôm nay em đã mua được một con khác, hàng cũ hơn chút nhưng vẫn còn rất là đẹp, các bác có thể thấy trước mặt rất là đẹp. Còn con này thì nó lại thiếu mất cái điều khiển đi, nên còn các cái dây các thứ thì nó vẫn còn nguyên, và còn nó còn thêm một cái đế. Con của anh Trường trước thì không có đế, đây thì em vẫn, người ta gửi về cho em vẫn còn bọc, và em vừa tháo con máy ra, con loa ra mà chưa bọc được, chưa bóc cái đế. Thì em sẽ thử tháo cái đế ra luôn. Đây, được bọc và đóng rất là kỹ càng, có chèn các cái lõi giấy ở dưới để tránh va đập. Đây, rất là đẹp, đẹp quá nhỉ. Đây là cái chân đế nó, chân đế này thì đã cũng có một vài vết chày nhỏ nhỏ nhưng mà cũng không sao lắm. Đây, đây là cái đế của nó. Đây, em mua con này cho một anh ở trong thành phố mới Bình Dương, anh Nguyễn Văn Nhất. Anh này thì rất là nhiệt tình trong cái việc mua loa, anh đã yêu cầu em mua rất nhiều loa, tuy nhiên là toàn chậm hơn một chút, thành ra là em đã là chốt trước với những người khác rồi, nên là thành ra là lần này em đã chọn con này cho anh đấy, và một con Boss Mini, Sao Linh Mini, đấy cả hai con. Thì con này về thì là về hàng cũ nên em sẽ thử test cho các bác cùng xem. Nhân tiện thì em cũng nói lại câu chuyện hôm qua của cái đôi 31301 em gửi về cho anh ở trên Bắc Giang, anh ở bên Hàn Quốc. Thì sau khi thảo luận với khách, như cũng như em kể đã nói trước ở trong cái video hôm qua, là cái đôi đấy em đã báo sai giá cho anh đấy từ đầu, nên là cái đôi đấy em mua em không có công và em còn thiệt 1 triệu tiền vận chuyển về Việt Nam, vì nó phát sinh cái cân nặng hơn lúc đầu mà em báo khách, cũng như là cái giá man lúc đấy và bây giờ nó chênh lệch nhau 10 giá tiền Nhật ấy, và tiền Việt nó chênh lệch 10 giá so với lúc đấy, nên là em là chịu thiệt 1 triệu. Tuy nhiên thì lúc đầu em có nói với khách là em sẽ chịu 75% và khách chịu cho em 25%, vì đều là em đã bù lỗ từ trước rồi, nên cái này thì hai bên đều là có rủi ro hết, chứ không phải là mình em rủi ro hay là mình khách rủi ro. Tất nhiên là đặt ở cái cương vị của khách thì không ai muốn mua hàng về nó bị hỏng cả, cái đấy thì em cũng là người đi mua hàng, em cũng rất là đồng cảm với việc đấy. Tuy nhiên thì em cũng không phải là một người buôn bán chuyên nghiệp, và em thì mua hàng theo cái đơn đặt hàng của tất cả các bác gửi cho em, và cái hàng em mua thì đa số là cái hàng, những là cái hàng cỏ thôi, bán ở cửa hàng đồ cũ. Còn em cũng không phải là một dân sành về audio nên em không có săn những cái con hàng chuyên về hàng dòng chuyên nghiệp hơn, như là Sportech hay là các cái hàng dòng đấy, em cũng không phải là dân chơi chuyên nghiệp về loa nên em cũng không sành lắm. Thì những con hàng này thì được gọi là những con hàng cỏ là chính. Thì sau cuối cùng thì sau đấy thì em lại bảo với khách là thôi giờ thì em chịu 4 triệu và khách chịu cho em 2 triệu. Đấy, thì đồng nghĩa việc là em sẽ chuyển lại cho khách 2 triệu thêm, bù cho khách thêm 2 triệu nữa, nhưng mà khách vẫn không đồng ý. Thế là không biết là lúc đấy, lúc sau tại sao thì anh ấy lại nhắn tin cho em bảo là bây giờ vậy thì anh chuyển cho em 2 triệu nữa, thì coi như là ý kiến của em như thế. Đấy, xong thì em bảo thì cũng ok thôi, nhất trí không có vấn đề gì cả, thì anh em nhờ vả nhau rồi thì mua hàng giúp nhau, thì đến lúc xui xẻo nó xảy ra thì ok, thì không vấn đề gì. Thế thì anh ấy bảo là thì đang có những cái này kia, thì đang còn
đau đầu đau chóp cứ thứ. Thế em bảo là thôi ok, thế thì em sẽ trả cho anh lại thêm 2 triệu nữa, vì chỉ là cái đôi đó đấy là em đã bù lỗ 3 triệu đấy nhá. Nhiều bác vào comment là mày mua mày bán hàng thì mày phải chịu cho khách, là chuyện đương nhiên. Cái đấy thì đúng, cái đấy thì em là rõ ràng, chứ em không không làm gì có cái chuyện em đi chuyên đổi cho khách, đấy là khách phải chịu được. Em là mình làm đàng hoàng thì làm gì mà phải chơi cái nước cùn nước bẩn đấy. Hai nữa cũng có nhiều bác comment là chú làm gì này chỉ làm nghiệp dư được thôi, chứ chú làm này không phải làm chuyên nghiệp. Thì đúng, thì rõ ràng là như thế. Thì em đi làm công việc chính của em là làm ở công ty Nhật bên này, thì em cũng sang đây mới được có vài năm thôi, nhưng mà hợp đồng của em cũng là hợp đồng không có thời hạn, nên em có thể ở làm được lâu thì sao tùy theo cái nguyện vọng của mình và cái sự của công ty và giữa mình. Đấy thì nhiều bác bảo là hàng ở Việt Nam chỉ có như cửa hàng ngon mà để mua mấy thằng xuất khẩu lao động, thì đúng là xuất khẩu lao động thì cũng cũng đúng thật, nhưng mà cũng nhiều người xuất khẩu lao động kiểu này, xuất khẩu lao động kiểu kia. Có nhiều anh cũng đi xuất khẩu lao động, nhưng mà các anh ấy cũng em cũng có quen, cũng có kinh doanh loa đài cái thứ ấy. Thì các anh cũng ở bên này mười mấy năm rồi, cũng đã lấy được cái visa vĩnh trú hay là lưu trú vĩnh viễn ấy, thì ở đến lúc chết thì thôi ấy. Đấy, không ai đuổi về được trừ khi vi phạm pháp luật trục xuất đấy. Thì các anh vẫn bán loa, các anh ấy cũng là người đi xuất khẩu lao động thôi, nhưng mà các anh ấy ở bên này mười mấy năm rồi thì cũng có cái khác, người ta cũng có cái giá trị của người ta, có giá trị nhất định đấy. Thì còn như em thì em vậy, sang vài năm thì em không làm gì. Thì tuy nhiên đấy, thì em cuối cùng cái đấy em đã xử lý xong và bù cho khách thêm 2 triệu. Và cái một cái bộ loa thì em bọc bên ngoài rất là kín, rất là chắc chắn không vấn đề gì, nhưng mà về đến tay khách thì đã bị ném bung luôn cái màng loa trong, mà bên ngoài thì không bị cháy xước gì á, và cái nắp loa và cái thứ không bị cháy xước gì, và trong nó bung luôn cả nắp. Và loa hỏng kia đã xử lý xong với khách, rất là dĩ hòa vi quý thôi, không vấn đề gì cả. Thì em sẽ test cái một con loa Sony SZX9 này cho bác xem, cho anh Nhất anh cùng xem, anh rất là nóng lòng để mà em bật Bluetooth của này. Trước em dùng con iPhone, nhưng mà iPhone của em đang bị sạc pin, em sẽ dùng một con Meizu. Đây thì cái nút cảm ứng con này rất là nhạy luôn, em bật Bluetooth phát đấy nó sáng đèn ngay, em dĩ nó một lúc đấy, khi nào nó kêu tít thế này thì nghĩa là đồng nghĩa là nó bắt cái Bluetooth ở đây, thì nó hiện ra ngay, em sẽ kết nối. Thì em sẽ vào một đoạn nhạc trong YouTube, nhạc không lời. Tại sao các bác hay comment là sao không bật nhạc có lời? Thì nếu bật nhạc có lời thì người ta hát lên và người ta sáng tác ra thì mất bản quyền người ta, thì mình dùng người ta thì sẽ coi như là vi phạm bản quyền đấy. Thì đành chấp nhận test bằng nhạc không lời các bác. Chỗ này thì bộ bộ các cái màng loa nó còn rất là chắc chắn, rất là đẹp, nguyên siêu nguyên si. Em thì hay nghe nhạc sống của anh Mạnh Hà, nếu mà anh có thấy em đang bắt ra phát nhạc của anh thì cũng đừng đánh bản quyền cái kênh của em đấy. Cái nhạc của cái bát nó đập rất là phê. Chưa được một nửa nhạc của nó, tăng âm lượng đi. Cái nút cảm ứng con này rất là nhạy nhé. Đấy, con này em chỉ mới nghe được một một phần nhạc nửa. Đấy. Bass nó đập rất là to, nếu mà nghe to quá thì người Nhật nó sẽ báo cảnh sát bắt. Nên là ở bên này thì không như Việt Nam mình, chứ Việt Nam mình ai cũng làm ca sĩ được, chứ ở bên này thì không nha bác. Ui, quá phê. Này mà để trong phòng khách ấy, nghe thì quá tuyệt vời.
Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chân thành cảm ơn. Và hẹn gặp lại trong các video lần sau.